nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Đó, anh em thấy không? Quá nhiều luôn ha. Hello, xin chào tất cả các bác và các anh em đam mê ha. Mình vừa mới đặt một ít giăng đất về để mình nuôi thử nghiệm, chuẩn bị cho cái mùa sinh sản năm 2024 anh em. Đấy thì mình vừa mới nhận về luôn. Thì đây là cái một cái hộp giăng đất như thế này thì trên các diễn đàn thì anh em họ bán là 40k anh em ha. Đấy thì họ bảo là tầm khoảng 400 con trong này ha. 400 con trong này. Thì mình thấy nó cũng khá nhiều đấy. Thì cách đây khoảng 10 hôm trước thì mình có đặt thử hai hộp về mình nuôi rồi anh em. Và mình thấy khá ok, cho nên là đợt này là mình tiếp tục mình đặt thêm 8 hộp nữa ha. 8 hộp nữa để mình về mình nuôi. Mình nuôi để chuẩn bị cái mùi tươi anh em, chủ động cái mùi tươi cho cái mùa sinh sản, mùa chim sinh sản năm tới ha. Thì bởi vì thì mình trước đây mình thì mình cũng có nuôi dế ha. Có nuôi dế nhưng mà mình thấy cái việc mà nuôi dế thì nó cũng không có hiệu quả ha. Không có hiệu quả. Và cái dế nó cũng tương đối là khó nuôi. À, khi mà nó có vấn đề mà nó chết á, nhất là cái tuổi thọ nó ngắn này. Cái thứ hai là cái vấn đề mà cái môi trường nó sống thì nó đòi hỏi cần phải có sự sạch sẽ hơn ha. Về cái thức ăn của nó thì nó ăn cũng khá nhiều. Cũng như là cái vòng đời nó ngắn, cũng như là cái việc mà khi mà nó chết anh em thì nó chết lây lan rất là nhiều ha. Thì đợt này thì mình có tìm hiểu một thời gian về cái giăng đất này thì mình quyết định thì mình nuôi thử nghiệm thử anh em ha. Nuôi thử nghiệm thử để mình chủ động cái mùi tươi cho con chim của mình luôn, và nó đỡ bớt cái chi phí đi cho cái mùi tươi ở trong cái mùa sinh sản ha. Mà trung bình thì một cái giàn chim sinh sản của mình á thì mình phải mất tầm khoảng một tháng như vậy thì mình mất khoảng đến 1 triệu đến hơn 1 triệu tiền mùi tươi đó anh em. Cho nên là việc thì mình nuôi thử nghiệm cái con giăng đất này ha, để cung cấp cái mùi tươi cho chim của mình luôn. Thì ok, thì các cái mấy cái khay nuôi thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thật ra cái khay nuôi này nó cạn quá anh em, nó cạn quá thì con giáng này nó có thể ra ha. Mình đang đặt một số cái khay mà một số cái thùng nó cao hơn ha, nó cao hơn mà nó to hơn ha. Thì hiện tại thì nó chưa có về thì mình bỏ đỡ vào đây ha, bỏ đỡ vào đây cho mấy con giáng nó cho nó ra cho nó khỏe mạnh cái đã anh em ha. Bởi vì nó đi trong vòng 3-4 ngày rồi ha, 3-4 ngày rồi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thả ra cho anh em cho anh em cùng xem ha. Đó thì cái giá thể thì mình cái môi trường nuôi của nó thì cũng khá đơn giản thôi nè. Thì mình có đọc có xem những anh em người ta hướng dẫn ở trên đấy, khá đơn giản thôi. Thì ở đây thì mình dùng bột sơ dừa đấy nè, bột sơ dừa với trấu 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 thì mình trộn lại ha. Còn ở đây thì dừa thì nhà mình khá là nhiều luôn ha, nhà mình khá là nhiều dừa cho nên là mấy cái vỏ dừa này, cái này cơm dừa này ăn không hết ha. Thì mình sẽ bỏ vào cho mấy con giăng đất anh em ha. Đấy thì một hộp như thế này thì tầm khoảng 400 con đấy, 400 con ha. Đó, bây giờ mình trút vào luôn. Khá là nhiều luôn. Cái này mình sẽ tạm thời mình nuôi đỡ như thế này anh em ha. Mình nuôi đỡ cái này thôi thì đợi khi nào mà cái thùng về ha. Cái thùng về thì mình sẽ sang ra. Đó, nó có bò ra đó nè. Về mình sẽ thang ra nè. Chứ không là nó lần lần nó đi hết á. Mình thấy anh em họ nuôi con này nó cũng khá đơn giản, bởi vì cái môi trường của nó nuôi thì nó không có kén cái môi trường lắm ha. Và cái nó sinh sản cũng khá nhiều, cũng như là cái thức ăn của nó thì nó cũng khá đơn giản ha. Thì mình đợt này mình nuôi thử nghiệm một số ha. Nếu như ok thì mình sẽ chia sẻ lại với anh em ha. Để mình nuôi cái con này để chủ động luôn cái nguồn mùa tươi cho chim anh em ha. Sau này mình đỡ tốn tiền ha, đỡ tốn tiền để mình mua thêm mùa tươi ha. Đợt này mình mua 8 hộp anh em à. Lúc trước thì mình mua 2 hộp về mình nuôi thử ha, mình thấy nó cũng khá ok cho nên là mình quyết định đặt thêm 8 hộp nữa ha.
8 hộp nữa về mình nuôi đây, mình thao khá là nhiều ha. Thì đã vậy, khi mà thả nó vào thì nó chỉ chui vào ở dưới cái phần mùng này nè, lớp sơ dừa ha, lớp sơ dừa với lớp trấu ha, ở đó mà nó rút ra mấy cái sọ dừa này anh em, sọ dừa này nó ăn ha. Gần như là không có con nào nó bị chết anh em ha. Đấy, thì chứng tỏ là cái con này cái sức khỏe nó rất là tốt ha. Mặc dù đi shipper thì anh em biết rồi, nó quanh lên quanh xuống mà nó vẫn ok ha. Rồi cứ tạm thời thì mình sẽ cho nó vào cái thùng như thế này anh em ha. Thùng như thế này. Cái khay như thế này thì đợi những cái thùng mà mình đặt nó về thì mình sẽ chuyển vào cho nó vào một cái thùng mới này ha, chứ để như này mà sợ buổi tối á, thì nó lên nó ăn và nó bò đi hết này em ha. Ban ngày thì nó cứ chui rút như này mà sợ buổi tối là nó cứ chui lên nó ăn và nó bay đi hết, nó bò đi hết. Đây em, thì hôm trước thì mình có đặt cũng là hai hộp ha, mình về mình bỏ vào cái thùng này, nhưng mà cái thùng này thì mình kiếm không ra nữa này, mà gần như mình kiếm không ra và trên mạng nó cũng không có bán luôn. Cái thùng này rất là tiện luôn em, có cái nắp ha, và nó có chiều sâu rất là ổn luôn, chiều sâu rất là ổn để mình nuôi gián sinh sản luôn em. Trên đây mình có khoét mấy cái lỗ này ha, đó mình khoét mấy cái lỗ này. Đấy, trong đây mình cũng bỏ hai hũ này, mà mình mua cái đây tầm khoảng tuần 10 ngày đấy để mình mở ra cho anh em xem, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, đó, anh em thấy không, quá nhiều luôn ha, quá là nhiều luôn. Thì nó sống trong những cái sọ dừa khô này nè, nó khi nó ăn hết những cái cơm dừa rồi á thì nó chỉ chui rút nó ăn những cái phần còn lại này ha. Đấy, rất là đơn giản luôn, rất là dễ nuôi, mình thấy rất dễ nuôi á. Mà con chim của mình nó rất là ghiền ăn luôn em. Đấy, ở dưới đây thì mình có bỏ cam gà cho nó ăn này, nhưng mà nó ăn không hết anh em ạ, ăn không hết thì nó cũng chui rút ở đây. Đấy, rất đáng tiếc là cái thùng này là mình kiếm không ra để mình đặt vài cái thùng nữa về mình nuôi anh em, nhưng mà kiếm không ra đấy. Đây là những cái cơm dừa này nè, đấy mình thả cho nó ăn ha, thì nó ăn những cái loài những cái rêu củ quả rồi mình bỏ vào nó cũng ăn thôi anh em ha. Đấy, cái thùng này nuôi rất là ok, nhưng mà đáng tiếc là ở trên mạng mình không có biết cái chỗ nào bán anh em. Anh em có biết không anh em ạ? Anh em có biết anh em chỉ mình với ha. Đấy thì mình cũng đã còn mấy cái thùng kia thì mình bây giờ mình không có, thì mình phải đặt những cái thùng mà anh em nó thấy người ta hay nuôi dế, cái thùng xanh xanh ấy, thùng xanh mặt trơn đấy. Đấy thì mình có đặt về rồi, mình có đặt nhưng mà nó chưa giao anh em ha. Thì chắc mình phải kiếm một ít gì đó, mình kiếm cái gì đó để mình che đậy cái này lại ha, để tránh nó trường hợp mà con gián đất này nó chui ra ngoài em ha. Đấy, nó chui rút như này khá là nhiều đấy nè. Rồi đây là mình nuôi thí điểm thử anh em ha, vẫn còn hai hộp này, để mình kiếm cái gì để mình kiếm thêm một cái khay nữa mình bỏ vào anh em ha. À, mình sẽ nuôi thí điểm, mình nuôi thử nghiệm thử ha. Nếu mà cảm thấy nó ok thì mình sẽ làm nhiều cái video để cập nhật sau ha. Nhưng mà mình thấy ở trên YouTube khá nhiều anh em chia sẻ cái cách nuôi cái con gián đất này, nó cũng rất là dễ anh em ha. Anh em cần muốn nuôi thì lên YouTube mà tìm hiểu thì rất là nhiều cái video này hướng dẫn luôn, rất là đơn giản thôi anh em ha. Rồi ok, bye bye. À, xin chào tất cả anh em ha, chúc anh em thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ha.